À, chúng ta sẽ còn có những cái lượt trận tới, à, tôi Quang Huy sẽ còn à, có thêm những cái trao đổi về những cái lượt trận này, à, trong đó có một cái đối thủ mà tôi kỳ vọng rằng là năm nay họ sẽ làm được nhiều hơn ở UEFA Champions League, vì đó là giải đấu mà họ vẫn còn thiếu trong à, cái bộ siêu tập à, cúp của mình, đó là Manchester City, đội bóng của Pep Guardiola đang có một à, sự vượt trội ở già Ngoại ngoại Anh, Anh, họ có một loạt những trận đấu thành công, có tới à, 11 trận thắng liên tiếp ở EPL này và có tới 16 trận thắng liên tiếp ở tất cả các mặt trận khác nhau trong đó có vô số những trận đấu là không bị thủng lưới có rất nhiều điều có thể nói về đội bóng này với như với tôi thì đó là kết quả của một quá trình dày công xây dựng của Guardiola và cho dù đang thiếu cầu thủ hay nhất của họ vào thời điểm này là Kevin De Bruyne, anh ấy mới trở lại nhưng mà chưa hoàn toàn là có cái ảnh hưởng lớn trong giai đoạn này. Nhưng mà các cầu thủ còn lại của Man City thì vẫn chơi rất là hay, trong đó có Gundogan, một cái người mà trước đây chúng ta vẫn cảm giác là anh ấy chơi như một tiền vệ trung tâm đá lùi nhiều hơn thì gần đây thì lại liên tục ghi bàn, ghi bàn ở những cái cự ly rất là gần. Cự ly của những cái tiền vệ công áp sát rất là sâu và uh, rất là nhiều những cái ảnh hưởng và tôi rất là thú vị không chỉ với cái cầu thủ này mà là cái cách sử dụng con người của Guardiola và có vẻ như đây là lúc mà tài năng của Guardiola một lần nữa đã được khẳng định. Rất chính xác. Càng ngày tôi càng thấy là dường như là Sir tạo ra những cảm hứng cho Pep. Bây giờ thường là chu kỳ huấn luyện viên rất là ngắn thôi. bốn mùa liên tục thành công đã là nhiều rồi nhưng mà khi các ông chủ của Man Xanh và Pep bàn với nhau để ký kết hợp đồng thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng đã đầu có những cái ý tưởng để mà làm sao đấy cái đội bóng này mình mình không chỉ là không chỉ là giai đoạn của Van Company, của Aguero, của De Bruyne mà mình phải tiếp tục có những gây dựng để mà kế thừa cũng như là từng cầu thủ mình sắp xếp lại để làm mới mình thì thực sự là Pep đang tạo ra một cái cái cầu nối giữa thế hệ của ông ấy những năm đầu dẫn dắt và hiện nay tức là dường như là đang đang ấp ủ tức là không nói ra nhưng mà tạo một cái đế chế cho mình ở man xanh và thực sự là rất khâm phục Guardiola. Đến bây giờ thì có những cái mà Pep mặc dù là chưa vô địch UEFA Champions được với Man xanh nhưng mà đã làm cho chúng ta thích thú bởi vì là đấy một cái thời điểm mà vắng De Bruyne nhưng Gundogan thì lại hay xuất hiện lên. Cái cách ông dùng Cancelo rất là hay. Hầu với biên nhưng thường xuyên bó vào và giải phóng nhiệm vụ phòng ngự để mà Gundogan khi cần là có Cancelo bó vào thêm người phòng ngự để mà Gundogan có thể dâng lên ghi bàn cái cách mà một cầu thủ như Vin Foden tiến bộ như vậy đấy và khi vắng De Bruyne dường như là họ cứ lưu hình họ tốt hơn đấy có De Bruyne là cầu thủ đá tự do thì đương nhiên là có những cái phong khoáng về cứ lưu hình nhưng mà khi không có thì tôi biến cái nhược điểm này thành ưu điểm kia cứ lưu hình của họ đặc biệt trận đá với Liverpool họ giữ rất chuẩn Liverpool gần như là không họ dàn hàng ngang ra và Liverpool không xuống được biên thế thì tôi cho rằng là Pep đang 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 tức là cho thấy cái cái tình yêu với nghề nghiệp của mình cái chăn trở và và vào và ngoài những cái gì thuộc về bẩm sinh của một con người đầy sáng tạo thì cái sự lao động nghiêm túc và miệt mài cái yêu nghề của Pep là chúng ta đang thấy rất là rõ ở giai đoạn này ờ, đội bóng của Guardiola vào lúc này không còn là một cái đội bóng theo cái kiểu của Bayern Munich hay là phong cách Đức của Jurgen Klopp đang làm ở Liverpool tức là bóp nghẹt đối thủ mất bóng cái là giành lại ngay không hoàn toàn là như vậy nữa nhưng mà đội bóng này thì lại thực dụng hơn tức là chặt chẽ trong phòng ngự củng cố những cái điểm yếu, cự ly bảo đảm. Chính đấy, tôi đấy. không lấy lại ngay những cự ly của tôi tốt. Và khi Thế cần ấy đấy. là vẫn tạo ra được những cái sức ép cần thiết với những cái cách sử dụng những con người khác nhau, những những cá nhân khác nhau chứ không phải chỉ dựa dựa vào một cầu thủ nào đó. À, và với cái con đường này thì xem ra là ở giải vô địch ngoại hạng anh, anh vào lúc này thì họ khó lòng có một đối thủ có thể à, gọi là ngáng chân được họ. À, xem nào, à, Man United này, Leicester này, Chelsea cũng đang vươn lên khó nhỉ, tôi nghĩ khó, là không khó. không không có ai. Liệu 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 có một cái một cái, cái, cái thách thức nào khiến họ bị, bị 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 phân tâm hoặc là bị gọi là gặp khó khăn không? Liệu có phải là một cái đợt tập trung đội tuyển nào đó sẽ khiến cho cầu thủ của họ gọi là bị 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 chia sức ra, hình như là tháng 3 là có cái đợt tập trung đội tuyển để đá những cái hoạt động của đội tuyển đấy. Cầu thủ của Pep đang rất là vào form thì thực ra về lý thuyết các đội kia vẫn đều có thể vô địch. Và người ta vẫn đang băng nỗ lực từng vòng đấu nhưng mà tôi nghĩ rằng là với các đội bóng còn lại thì tốt nhất đặt ra một cái, cái 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 quan điểm tức là nếu mà cờ đến tay sẽ phất tức là bất ngờ đội kia người ta mất phong độ thì mình sẽ kiếm điểm đều qua từng trận và cờ đến tay phất thôi chứ còn bây giờ tự đặt ra mục tiêu là phải cố bám đuổi thì lại thành ra nó nó đi ngược lại với quy luật và đồng thời là nó lại gây ra những cái mệt mỏi rồi là đôi khi là mất sức không cần thiết chứ còn tôi nghĩ là bây giờ cứ xác định là Man City là họ quá nhiều cửa để vô địch rồi và những đội kia thì trong tâm tưởng là cờ đến tay phất thôi ờ, nhưng mà tôi thì tôi vẫn quan tâm một cái chuyện là man xanh thì một thập kỷ qua họ đã là đội bóng số 1 ngoại anh rồi nếu mà năm nay họ vô địch nữa là tính ra bốn mùa giải họ vô địch ba mùa ờ, thế nhưng mà uefa champions thì vẫn là một thách thức đấy pep làm sao đấy để mà lưu danh sử sách thì phải chinh phục thêm đấu trường này đó đó là đó là một cái, cái mục tiêu khó rồi À, tôi thì tôi cũng đồng ý với anh và tôi cũng rất là kỳ vọng rằng là Man City sẽ làm được một điều gì uh, uh, tốt hơn những cái mùa giải trước ở UEFA Champions League. Và vào trận chung kết cũng là điều mà đâu phải là họ đã làm được đúng không? Đấy là cả một vấn đề. Tottenham Hotspur là đã có được rồi. Trong khi đó Man City thì là gặp rất là khó khăn trong cái việc cứ gặp một cái đối thủ nào đó trong một cái phong độ cao vẫn có thể uh, gặp thất bại. Và bây giờ là lúc mà họ cần phải thể hiện được cái trải nghiệm của mình hay có cái khác là cái đẳng cấp của mình là phải ở một cái tầm mới tức là đã có thời điểm người ta đặt ra cái khái niệm gọi là dớp wifi với pep và man city đấy nhưng mà đến thời này chúng ta thấy những cái nỗ lực hàng ngày của pep là đang muốn chống lại tất cả mọi quy luật Đúng đấy rồi. tức là con người có thể vượt lên và và bằng cái đam mê khát vọng của mình là vượt lên tất cả bây giờ thì chúng ta thử tính đến một cái khả năng có thể khiến cho cái mạch trận này của man city bị chặn lại với cái trận đấu tới đây họ sẽ gặp câu lạc bộ arsenal của tôi ở giải ngoại anh, anh. Uh, Arsenal thì thì có thắng được Man City đấy, nhưng toàn thắng ở cúp thôi. Còn đá ở ngoại hạng Anh ấy là 10 trận gần đây thì đến thua đến 8 trận. Uh, tôi cũng chẳng có dám nhiều cái niềm tin về cái việc gọi là Arsenal sẽ thắng được Man City ở thời điểm này. Uh, nhưng với cái phong độ với cái cách tiếp cận của Arteta trong giai đoạn gần đây và Arteta thì có một cái gì đó nó có liên quan đến Guardiola, liên quan đến chính Man City thì tôi kỳ vọng rằng là trận đấu này thì Man City sẽ không thể thắng được Arsenal, có nghĩa là có thể sẽ có một kết quả hòa và điều này ấy, nó nó tốt cho những đội bóng còn lại, nó tốt cho giải Ngoại hạng Anh, nó tốt cho một cái cuộc cạnh tranh mà chúng ta kỳ vọng rằng là ở đoạn cuối nó vẫn còn có những cái 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 sự thú vị. chứ nếu không thì Man City mà cứ thẳng tiến thế này thì nó lại kết thúc nhanh quá. không hiểu sao tự ngốc cảm giác là trận này Man xanh mất điểm, nhưng mà dù thế là họ không thua được, cá nhân tôi nghiêng về khả năng hòa rất là cao bởi vì uh, có lẽ đấy chinh phục ở đấy kỷ lục cũng là đủ rồi và thời điểm này mất điểm thì cái ngôi thượng phong của man xanh là vẫn rất là rõ đồng thời nó diễn ra gần như ngay trước cái lượt trận vòng loại uefa champions league mà mà họ phải tính đáng. toán lực lượng, lượng thành ra là cũng phải có sự phân sức có phải có những cái tính toán Thế thành ra tôi tôi cho so rằng nếu mà để tìm một thời điểm nào để mất điểm để mà chung lại một chút thì đây chính là lúc hợp lý nhất với thầy trò pep đúng rồi vì với một cái chu kỳ thi đấu ấy thì sau khoảng một tháng hoặc hai tháng gì đấy thì một đội bóng vẫn có thể sẽ có một cái sự sơ sẩy nào đó Rồi. cái sự sơ sẩy đấy nó đơn giản là chỉ là một trận hoa thôi một trận hoa thì nó cũng không phải là một cái thiệt hại gì ghê gớm cả nhưng dù sao đi nữa thì cũng làm cái nhịp tiến của man city nó bị trứng lại một chút và điều này thì nó khiến cho các đội bóng khác cũng nhìn thấy cái cơ hội để mà đua tranh chứ nói thế thôi chứ mà đua mà đua với một cái ông mà cứ thắng liên tục ấy thì cũng cũng mệt mỏi uh, man city thì chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra vì bóng đá thì nó không phải là 10 ngày nó như một được nó vẫn có một cái sai số nào đó và quan trọng nhất là câu lạc bộ Arsenal của tôi hoàn toàn có thể là ngăn chặn được Man City tôi tin là như vậy tôi dự đoán tỷ số là một đều không biết anh Huy anh nghĩ thế nào nhưng mà anh cũng nghĩ tỷ số tôi hòa tôi tin là tỷ số hòa đấy rồi tôi cũng nghĩ là một đều ờ, có bàn thắng nhưng có lẽ cũng chỉ mỗi bên làm thôi chứ cũng không không nhiều hơn được vâng cũng rất mong là như vậy vì hy vọng rằng là giải ngoại anh anh sẽ còn có nhiều điều chờ đợi ngoài cái việc mà cạnh tranh vào top 4 nó vốn nó rất là khốc liệt rồi thì cái chức vô địch ấy đừng được định đoạt sớm quá chứ được định đoạt sớm quá thì anh em cũng gọi là mất đi cái phần thú vị khi mà đưa dự đoán nó còn đang hỏi han tôi nữa đúng không tôi với anh huy thì cũng chỉ mong là gọi là dự đoán thêm dài dài còn ai vào lúc này thì cũng đều thừa nhận rằng là man city mạnh hơn tất cả rồi